Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con đầy tụ ngồi đây, chúng con kính nhờ sư thuyết pháp ban bố cho chúng con một lời pháp và để chúng con có phần hiền để về đô điện đối với người sư thì con đã nói sơ qua là bạn thiên vấn lẫn ngồi cũng khó phật nhân lời dung cảnh chỉ nơi quyết lòng mở tạo dạng đời nắm vượt hoặc giả lại giờ chân xa thuyết pháp độ các hạng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều gần như được nên thương vị ngũ chư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối tâm mòn những điều lợi ích thành còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ phật đám mưa hành tươi khắp thế gian bởi nhân cơ tinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử vi chúng sanh ngồi khắp chốn đi thôi mê cầu được quý tri vẹn toàn. Buổi sáng hôm nay thì xin sẽ giới thiệu cho các quý vị cái giáo lý của tỉnh Bình Sát, thái độ đúng đắn của tỉnh Bình Sát, những kỹ thuật cơ bản của tỉnh Bình Sát. Pháp này có một số các vị cũng đã từng nghe, từng biết, có một số mới, những người mà đã nghe, đã biết rồi đó, thì đây là cơ hội của các vị nhớ, các vị khắc sâu khi nhớ. Thì nhìn sự tư giác đi chúng ta cũng có khi biết được chữ, biết được chữ, chúng ta hãy quên, quên thì chúng ta không được hành. Đúng, nên chúng ta có cơ hội để chúng ta mỗi lần cơ hội để chúng ta ôn luyện, đào luyện, khắc sâu những cái gì mà cần biết đó. Còn những gì mới thì cố gắng lắng nghe, nếu lần đầu chưa đi được thì phải làm nhiều lần mình sẽ đến, từ dần dần mình sẽ quen, chúng ta sẽ phù hộ để chúng ta sẽ thực hành cách đối đạt. Và lúc đó thật sự ý nghĩa là mang lại cái tiết thực. Và những cái buổi đầu chúng ta cũng rất là quen những ai lần đầu tiên mới đây giờ đây thì biết khá đông đa số và một số cái gì từ đó đây rồi đó thì cố gắng gương hình mẫu cho mọi người trong cái phát triển lãnh thổ chúng ta hàng ngày thôi, nên là sẽ cố gắng để tiếp tục truyền đạt những cái nội dung cơ bản nhất để giúp cho các vị mong về một cái ít nhất là mong về cái cơ bản chúng ta không có sợ hãi cái việc thực hành thiền minh sát và nghe những thiền minh tin chúng ta nghĩ rằng là đấy là cái gì đó cao siêu mà nó không phải dạy cho mình. Thì sau cái buổi này mình hy vọng các quý vị sẽ bắt đầu có được cái hiểu biết cần thiết chúng ta có thể thực hành nó. Thì đây là một pháp môn vô cùng lợi hại, vô cùng lợi ích. Thì các quý vị thì trước hết thì các quý vị cần điều kiện cái chuyện đi sát hôm nay xin có cơ hội truyền đạt cho các vị ở đây là được đức phật tính đức phật giảng dạy truyền lại và bằng cái kinh nghiệm thực tế và bằng cái quá trình tu tập cái công phu mặc phục của mình ngài ma si đức biết là và rút tiền cái điều quan trọng nhất truyền đạt cho chúng ta hướng dẫn chúng ta cái phương pháp này để thực hành theo phương pháp trên tam bảo tức là tinh vi thực xứ và do ngài ma si truyền đạt truyền dạy lại cho chúng ta. Trước hết chúng ta cần phải biết rõ là ngài ma si là ai để có thể có cái niềm tin ban đầu và cái
cái phương pháp mà hướng dẫn ngài Ma Sĩ đó là một đại trưởng lão, một bậc trưởng lão, một bậc cao tăng lớn lạc của Miến Điện và cũng như của Miến Điện cũng như của thế giới trong cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy theo đạo Phật. Vì sao chúng ta phải nói rằng ngài là một vị trưởng lão lớn lạc căn cứ vào đâu? Thì con trên cái lịch sử của người đi ra ngoài đó thì ngài cùng với ngài Minh Vương và hai vị các trưởng lão của Miến Điện trong số hàng trăm ngàn các cái bậc trưởng lão trong cả đất nước Miến Điện và trên thế giới đó khi mà quy tập lại để kết tập cái điển thứ sáu tại nhà môn Miến Điện vào năm 1954 cho đến năm 1956, suốt 2 năm trở lên sự bảo hộ chính phủ Miến Điện đó, thì ngài cũng là đi mua hai người quan trọng nhất trong cái đại hội tập kết kỷ niệm đó. Ngài Ma Sĩ là người đứng ra để thay mặt để đặt ra các câu hỏi liên quan đến kỷ niệm để cho con ngài đi mua thay mặt cho những cái bậc đại trưởng lão trả lời giải thích chỉnh sửa điều chỉnh lại những cái điều sai sót, những điều chưa đúng, chưa được cho tăng cho chưa làm trong quá trình lịch sử đó để chỉnh sửa lại, kết quả là làm cái bản gốc và tính để cho toàn bộ phật tử của thế giới theo đúng theo Phật giáo như thế nào là được có được cái kinh nghiệm chuẩn. Chúng ta biết những chi vai trò của ngài như thế nào, tức là bất kỳ ai cũng được sự thừa nhận, cũng được sự tin tưởng, được sự tin cậy tuyệt đối như là như vậy. Chúng ta biết rằng cái phương pháp của ngài từ dân ra chúng ta đây nó xuất phát do kinh nghiệm thực tế của một vị đại trưởng lão vô cùng lớn lao của Miến Điện, và từ đó chúng ta có cái niềm tin, niềm tin vào cái phương pháp thực hành của chúng ta không còn phải lo lắng sợ hãi nghi ngờ rằng cái phương pháp này không biết là có thật được không, có hiệu quả không, có được nhiều người khác tin cậy không. Vì các bậc tiền sư bây giờ thì rất là nhiều lắm, các nguồn gốc xuất xứ khác nhau nhiều lắm, thì người ta dạy như vậy có đúng không, có nên tin cậy không, thì chúng ta trao cái thân xác này cả trí tuệ thời gian công sức sức lực của chúng ta vào đặt niềm tin vào những cái phương pháp, và cái phương pháp này mà nó không thật đúng đắn giữa cái kinh điển theo những lời thân Đức Phật thì chúng ta làm sao lãng phí thời gian, và cái thời gian mà chúng ta có ở đây đó, các vị hiểu đó là sao, là người của chúng ta là vô cùng quý hiếm. Các vị cố gắng tận dụng cơ hội cả người quý vị để làm những việc có ích nhất, tích cực nhất, hữu ích nhất, lợi ích nhất với bản thân. Tại vì cơ hội cả người của các vị ở đây vô cùng khó khăn. Những người ở đây, những người đã từng nghe sư giảng, sư sẽ cắt đi những lại cái câu chuyện còn dùng đủ của các vị tặng sâu vào trong tâm trí của mình, cái hình ảnh nó từ xuyên có trong tâm trí của các vị, và cái cuộc sống của các vị có được ngày hôm nay là do đại thiện nghiệp của các vị từng thực hiện trong biết vuông và biết từ trước đến nay, cho nên vị mới có cơ hội chọc thủng cặp đúng cái lỗ của cái khúc gỗ như là con rùa ngủ ngoi lên ngoi xuống, ngoi lên ngoi xuống 100 năm mà ngoi lên ngoi xuống để cặp đúng cái lỗ đi cái khúc gỗ trôi giạt trên biển khó khăn như thế nào, thì các vị đã vượt qua thử thách khó khăn như thế. Cứ coi rằng các vị đã chứng số được các việc lỗ đi đó, và chúng ta được làm người khó khăn cái việc đó thì chưa có người đầu tiên có cái khó khăn so với trở thành người không thể so sánh được. Nhưng các vị gần gũi cuộc sống của các vị cứ thì dương tản như vậy đi, mà bây giờ các vị chết đi đó, tức là tiêu hết cái cơ hội này, xài hết cơ hội này đó, rồi khi chết đi đó tái sinh trở lại là người và có là người đa số đã bắt đầu chờ để chứng được tốt hơn nữa. Các vị có hiểu
Bây giờ có nghĩ rằng là các vị chết đi đại cái sinh mạng người và các vị là có cơ hội người nghe như hôm nay các vị nghe, cơ hội đến vô cùng khó khăn, vô cùng hiếm hoi. Tuy nhiên tôi cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, từng nào các vị cấm hiến cái điều này, từng nào các vị thấy xót xa từng giây phút mà chúng ta có được và chúng ta cả sử dụng nó như thế nào. Biết được sự quý hiếm của nó là sau đó phải biết sử dụng cái thời gian như thế nào, và chúng ta có những cơ may, những phước báo rằng chúng ta có được cái đời còn chỉ ra để chỉ điều biết được cái việc cần phải làm. Chúng ta chỉ cần phải làm cái việc duy nhất. Có khi chừng nào có khi mà biết quý cái thời gian thuộc còn lại của cuộc sống của chúng ta như là một cái người đi trên sa mạc để vượt qua cái sa mạc xung quanh chỉ là nắng gió mọi cái nguy hiểm chết chóc đang rình mò xung quanh mà chúng không biết cách nào để có thể vượt qua cái sa mạc đó, cái biển cổ đó, cái luân hồi đó như cái sa mạc với một chai nước còn lại. Các vị thấy sự xót xa hết nước dừng sử dụng từng những giọt nước trong cái chai nước còn lại cũng như từng giây phút của cuộc sống chúng ta đang có, chúng ta đang sở hữu. Cái chai nước đó để giúp chúng ta có cơ hội, chứ không có cơ hội thì phải ai cũng có thể vượt qua được. Mà ngay cả biết được rồi chưa chắc có đủ cái ít nhân duyên để có thể vượt qua những ít nhiều mà chúng ta có cơ hội. Và chúng ta biết chân quý từng giọt nước đó, từng giây phút trong cuộc sống của chúng ta đó, để tìm cách vượt qua cái sinh tử luân hồi, kết thúc sinh tử luân hồi. Tại vì sao chúng ta cần phải vượt qua sinh tử luân hồi? Vì sao? Vì sao chúng ta cần phải vượt qua sinh tử luân hồi? Vì sao? Vì hãy còn luân hồi còn hãy sinh là tử, tử có là tử. Cái bài giảng ngày hôm sau thì xin sẽ giảng kỹ về cái phần này. Hôm nay xin có nhắc qua vị cái thái để các bạn có thể bắt đầu hướng vị trong cái thái độ đúng đắn trong cái khóa tuổi này ngay từ bây giờ. Ngay khi bắt đầu được các vị hãy chân quý từng cái giây phút mà các vị có cơ hội được nghe giảng pháp, được nghe giảng pháp, được thực hành giảng pháp, đừng có để bất kỳ một cái giây nào ít nhất thì có sự trợ giúp cho các quý vị và các vị hãy tận dụng cái cơ hội đó. Còn những bước khác thì các vị sẽ thiếu những cái lúc cái sự trợ giúp, cái sự hỗ trợ từ mặt tinh thần rất lớn, thì các vị sẽ có gặp khó khăn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng giờ thời buổi này, thời khoảng này các vị hãy tận dụng cơ hội hiếm hoi vô cùng này. Thì có đường để dẫn chúng ta có cái tiếp báu để gặp tinh pháp để dẫn chúng ta vượt qua cái những khổ đau đó, đó là cái con đường pháp chánh đạo. Chúng ta dần và thành đạt thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ được giới thiệu những phương pháp cụ thể trong thực hành để thực hành cái bát chánh đạo nó thông qua thiền định sát. Thiền định sát như thực tế là thì trước hết chúng ta hiểu cái lợi ích của thiền định sát. Nhiều vị đến đây đó, mới đến đây đó, vì lý do gì cũng như thế thực hành thiền định sát muốn đến để tìm hiểu thiền định sát. Vì sao các vị muốn lên đây? Vì sao thì các vị học thiền định sát để làm gì hả? Hay là đến đây là ít nhiều có lý do gì đó? Những vị nào đến đây mà muốn học thiền định sát để giải thoát khổ đưa tay lên. Đa số đó là cái lý do đúng đắn chính đáng. Cũng có nhiều người khác cũng có lý do, ví dụ như là muốn cái khả năng tập trung của mình, đúng không? Công việc bây giờ nó nhiều quá rồi, không biết cách tập trung như nào. Nghe nói trẻ giúp được con cái khả năng tập trung định lực tốt, để cũng tốt. Rồi sao? Nghe nói trẻ đi sát để giúp được chữa bệnh. Các quý vị nên tò mò sẽ có đúng vậy không? Cũng tốt. Nó có cái gì đấy, có cái người con à, rồi thì làm sao, rồi thì bảo là con có nhiều tham sân si, có nghe nói là thiền định sát để giúp được chúng ta thanh tịnh tâm, để giúp bớt được chúng ta
tham sân si bây giờ các con cũng hơn một tí về các nói thì nó cũng tổ chức như tức ngày hạ vào lòng như vậy rồi thì các thầy đã đến nó biết cái sự như thế nào à thì cái đó là bắt đầu lần thứ cái đúng đắn nhất là từ mình sát mà là tức là giúp cho khả năng của các thầy chúng ta loại trừ giảm bớt và dẫn dẫn tới đoạn diệt hoàn toàn các cổ quan thể là các đơn vị tối thượng thì Đức Phật có khẳng định có chỉ bày có đảm bảo cái lợi ích của cái thể chính xác này trong cái bài kinh nhiều bài kinh trong cái bài kinh tứ độ xứ trong khu vực kinh hoặc là đại kinh tứ độ xứ trong từ độ kinh ngài khẳng định ngài đảm bảo ngài chỉ bày cho chúng ta rằng này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất dẫn giúp thanh lọc tâm chúng sinh, cái thứ nhất thanh lọc tâm chúng sinh vượt qua sầu, vượt qua bi, diệt trừ khổ thân, diệt trừ khổ đau tâm tư, khổ như mấy rồi mấy rồi mấy cái đấy rồi một là thanh tịnh này thanh lọc tâm chúng sinh này hai là vượt qua sầu ba là vượt qua bi này bi nhiều não đó bốn là diệt trừ khổ thân là năm và là bốn diệt trừ khổ tâm là năm đạt được tánh trí sáu chúng con biết bạn bảy mươi ba cái đó bảy mươi ba cái đó và cái đấy rõ ràng cũng rất là gì đạt được chánh trí chứng ngộ biết bạn không biết cái chứng ngộ biết bạn nghĩa là sao chứng ngộ biết bạn nghĩa là sao biết bạn là gì chúng ta chỉ cần biết cái thông tin về nghĩa cái khái niệm này rất là sâu sắc nó không thể gì diễn tả bằng lời nói thì thường được nhưng mà có một số phần diễn chính chúng ta phải nắm bắt được biết bàn có nghĩa là đạt được biết bàn có nghĩa là đoạn tận tham sân si không còn dư sót nhớ đầy đủ cái sự đầy đủ nó có chữ không còn dư sót nhé có nghĩa rằng là chúng ta làm sao điều đó có nghĩa là nếu không còn dư sót đoạn khổ đau không còn dư sót là chúng ta phải chấm dứt sinh tử luân hồi chứ còn sinh tử luân hồi là còn đau khổ thể có phải vậy không nên chính là những bài dùng cái rốt giá của chúng ta là đạt được tránh trí chính vô biết bạn như vậy chúng ta hiểu cái lợi ích rốt giáo như vậy tức là đây là con đường dẫn tới chấm dứt hoàn toàn vĩnh viễn khổ đau và phiền não thực sự hoàn toàn và vĩnh viễn những từ để cái đạo của Đức Phật nó làm những cái câu như vậy cái ý như vậy chứ còn chúng ta chỉ có là giải thoát chấm dứt đau khổ chấm dứt phiền não tiêu đủ những định lực chấm dứt tạm thời giảm luôn đúng không? Thì chúng ta sẽ nếu mà chấm dứt tạm thời thì giảm đau luôn rồi được trừ phiền não thì đạt cái hạnh phúc tạm thời thì chúng ta sẽ chạy theo các cái lạc thú trần gian để làm sao để có một cái tạm thời này. Nhưng mà làm sao hết cái đó hết cái sống này thì chúng ta làm sao ta phải tái sinh mà đã tái sinh thì làm sao sẽ có già có bệnh có chết có phải vậy không và chúng ta cũng bao giờ thoát được cái đó và chúng ta cứ bỏ cái phòng lực quẩn như vậy thôi không thể nào mà thoát được ra và chỉ có đạo Phật chỉ có Bát Thanh Đa ở trong đó bằng cách thực hành từ nguyên sắc này là con đường độc nhất dẫn chúng sinh thoát khỏi cái vòng ở đó theo đúng bảy cái lợi ích của Đức Phật đã khẳng định là đảm bảo chúng ta nhé như vậy là chúng ta biết được cái con đường này và cái lợi ích đầu tiên giữ được cái gì lợi ích rốt ráo của cái phương pháp biểu hiện sát thế giới đang bảo được những chính này
Có cái gì nhớ không? Có cái gì còn nói chưa? Tại vì chúng ta biết được lợi ích thì chúng ta sẽ làm. Nhưng mà chưa biết được rõ lợi ích của nó là chúng ta chưa làm. Biết rất rõ lợi ích của nó thì nó mới bắt đầu. Bằng mọi giá, tôi nói thẳng, bằng mọi giá mà làm. Phó mặc thân sắc này, trao thân sắc này cho Phật pháp tăng để thực hành. Khi nào có thể thấy được cái lợi ích như vậy, có thể thấy tin hai cái khổ đau, có thể thấy được con đường, có thể sẵn sàng xả thân của mình. Tại vì sao xả thân? Tại sao chúng ta không xả thân? Tại sao phải xả thân? Cuộc sống quý như vậy sao phải xả nó đi chân tâm quý, nhưng mà không làm được đúng cách pháp thì không có thể thoát, thì nó lại làm sao tái sinh. Và chúng ta thả rằng là chúng ta chết với cái hiểu biết về chính pháp, về hiểu biết về cái con đường giải thoát này, là cơ hội chúng ta có thể tiếp tục tập luyện rất tập trung hoàn toàn. Chúng ta sẽ hiểu cái điều đó để chúng ta sẽ thực sự mà chúng ta biết cách để chúng ta tận dụng thời gian còn lại sống của chúng ta không từ thân mạng này để chúng ta quyết tâm giải thoát. Thì đây là cái cơ hội hiếm hoi vô cùng. Thì nhắc đến những ngày có gì có cơ hội làm việc là vô cùng khó, thì có hy vọng nhiều về cái đó. Không biết là chúng ta lại chơi sổ số hay mua vé sổ số để chúng tôi tốt không? Không biết những gì nào chúng ta lại có thể làm được, không biết gì nào chúng ta lại có thể làm được cánh pháp để mà có thể thực hành. Không biết chúng ta tận dụng cái cơ hội chúng ta đang có. Bây giờ chúng ta biết được cái cơ hội, biết được cái sự khó khăn, biết gì như chúng ta biết được sự quý giá của thế giới, bây giờ phải làm thế nào. Thì cái bài giảng ngày hôm nay thì sư sẽ tập trung giảng kỹ cái phương pháp thực hành, như là biết rồi nhớ ôn lại nhé, thực hành cho mình, kiểm tra lại cho mình là đúng chưa. Thì cái phương pháp thực hành minh sát ở đây đấy, cái thiền minh sát đây là nhiệt tâm tránh niệm tỉnh giác quan sát các hiện tượng thân tâm của chính bản thân mình. Thân tâm toàn bộ khi con người chúng ta được có hai phần, chia làm hai phần xét ra thì nó hai phần, một là thân, hai là tâm. Bây giờ chúng ta phải quan sát nó để thấy rõ cái bản chất vô thường của vô ngã của nó, để mà không làm sao chấp thủ, không dính mắc, không chi tỷ, không tìm kiếm tất cả cái đó. Và chúng ta làm thẳng, khi làm thẳng thì mới đi dục, đi tha, và từ đó chúng ta mới có cơ hội thoát. Như vậy là thiền minh sát này là sao? Nhắc lại, nhiệt tâm tránh niệm. Có bị nhắc trong đầu giáo sư để có bị nhớ ngay lập tức nhập tâm ra những cái điều quan trọng của cuộc đời, và có cái cơ hội để nghe lại đọc lại, nhưng không phải chúng ta có cơ hội đâu. Nhiệt tâm tránh niệm tỉnh giác quan sát ghi nhận các hiện tượng ý thân và tâm của ai, của chính bản thân mình nhé. Đấy là niềm tin chung là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta triển khai cụ thể cái điều đó như thế nào. Thì trong cái thiền minh sát thì có ba cái thời, và là thời thiền tọa, thời thiền hành và cái thời sinh hoạt này nhé. Chúng ta trong cái khóa thiền chúng ta có cái giờ ngồi thiền tọa, có giờ thiền hành và có cái giờ sinh hoạt hàng ngày. Thì trong ba cái thời đó chúng ta đều phải nhiệt tâm gì nữa, tránh niệm tỉnh giác ghi nhận các cái đối tượng nó xuất hiện trên thân tâm. Trong cái phương pháp này thì chúng ta sẽ chia ra ba phần như vậy, và để cho chúng ta có thể chốt lại trong đầu một cách dễ nhớ, một cách dễ bám vào để thực hành, thì chúng ta phải luôn nhớ ba câu, ba trả lời ba câu hỏi. Một, chúng ta phải biết quan sát cái gì trong tỉnh, trong ngày hiện tại, biết chúng ta biết phải làm gì, cái gì, câu hỏi đầu tiên nhé, cái gì. Câu thứ hai là
như thế là có cái nhắc lại thầy sư câu hỏi đầu tiên là gì? Cái gì tại sao cái gì nhiệt tâm tránh đi tỉnh giác quan sát, cái gì? Cái thứ hai là nhiệt tâm tránh niệm tỉnh giác quan sát các hiện tượng đó như thế là có thể nhắc lại thầy sư để có thể nhớ nhé. Đầu tiên là cái gì, cái thứ hai là như thế nào, và câu thứ ba các vị phải nhớ nhớ cái câu trả lời để thực hành là để làm gì, để làm gì nhé. Chúng ta biết cái quan sát, chúng ta biết cái cách như thế nào, và chúng ta biết là để làm gì. Nếu các vị nhớ được ba cái điều đó, biết được ba cái điều đó thì các vị sẽ nghe hoàn toàn rõ ràng, biết được cách rõ ràng từng giây từng phút, biết cách hành xử một cách đúng đắn như thế nào. Hả? Các vị nhớ được gì không? Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi đầu tiên là quan niệm tâm tránh niệm tỉnh giác quan sát cái gì trong kinh thiền quán. Trong kinh thiền quán thì các vị có chú ý cái đề mục nó dễ dàng, các vị có thể dễ dàng nhận ra đó, và cái sự chuyển động thông sẽ của vũ. Hả? Nhớ không? Đối tượng chính là gì? Chuyển động phòng xe của vũ. Hả? Cái đối tượng nó dễ theo dõi. Các đối tượng khác thì nó khó hơn một chút. Ví dụ như hơi thở thì nó có, hay là các thứ khác nó cứ khó hơn một chút. Nhưng cái này thì cũng do hơi thở, nhưng mà chúng ta theo dõi cái chuyển động. Ai chúng ta có thể biết khi hít vào thì vũ nó làm sao, nó phồng lên, khi nó thở ra thì nó sẽ xuống. Có biết không? Cảm nhận được nó về đó, cảm nhận được chưa? Thì cái đối tượng của nó đơn giản thì có biết trả lời gì nhé. Cứ ngồi yên một lúc, ta phải nhắm mắt lại, thả lỏng hết tất cả cơ lưng, hả? Từ sau, rồi thì là cho nó phồng lên, nó sẽ xuống, có vậy không? Có gì khó trong đây không? Hả? Không có gì khó, đúng vậy đó. Thì thấy nó phồng, nó sẽ có phải làm gì đâu, là phải làm gì? Hả? Chúng ta thả lỏng hết tất cả, nó lo đi, cả nó phiền não gì cả. Trời đất thì nó ổn thỏa, không mưa, không nắng lên mình, đúng không? Thời mọi công việc gia đình, mọi công việc cơ quan hàng xóm các thứ bỏ ra ngoài hết rồi. Đó. Bây giờ lúc này thì chúng ta làm sao? Dành toàn bộ trọng vẹn thời gian cho chính bản thân mình. Thì đây là cái giây phút mà giúp các quý vị cái cơ hội hiếm hoi của quý vị có thể giúp các quý vị về sau này vượt qua được cái tình hình vấn đề. Thì cái cơ hội của quý vị giải trọng vẹn của nó vì không thể. Thì đấy là cái thứ nhất, là cái đối tượng chính là chuyển động phòng trẻ nhé. Thế còn trong cái thiền hành, có một giờ thiền hành đó, thì cái đối tượng quan sát của các vị sẽ là chuyển động của bước chân nhé. Thì đến từng giờ thiền tọa hay thiền hành, bạn sư sẽ nhắc cho các vị lại, các vị nhớ. Bây giờ thì bạn phải có những cái chấp nhận như vậy, có những nghe, có những nhớ, bao nhiêu thì nhớ. Thì trong từng giờ, từng buổi, nó sẽ nhắc lại từng việc đi theo mình. Nhé. Như vậy là sự chuyển động của gì? Trong thiền hành đó, chuyển động của bước chân. Bước chân thì chúng ta chia làm 3 phần. Một là 20 phút đầu, 20 phút giữa, 20 phút cuối. 20 phút đầu thì chúng ta chỉ quan sát là phải, trái, phải, trái, hai tay chắc đằng trước hoặc đằng sau, mắt nhìn thẳng xuống dưới, không nhìn ngang nhìn ngửa, toàn bộ cái sự chú ý tập trung của mình vào cái sự chuyển động nhất, phải hoặc trái, hoặc là 20 phút sau là nhất, hoặc là 20 phút sau là nhất, bước là thì có bắt được không? Nó đơn giản, đúng không? Không có gì cả, không đòi hỏi, không có thể phải làm bất kỳ điều gì. Các vị chỉ có để ý vào cái sự chuyển động của nó thôi. Và chúng ta làm ra một cái trình tự 20 phút thì là phải trái, 20 phút là nhất là 20 phút là nhất là hai tay các đằng trước hoặc đằng sau, nhìn thẳng phía trước, và hoàn toàn không có lo lắng suy nghĩ gì hết. Tất cả chúng ta có thể chú ý nhất vào cái
đối với ông chính nhất và đấy là đối tượng chính trong chuyển động trong những chuyển động của đối tượng chính là chuyển động phòng xe của đức trong khi thể hành thì nó là chuyển động quốc tế. Vì sao chúng ta phải phân biệt ra đây là đối tượng chính, đây là các cái đối tượng còn lại là đối tượng phụ, và đối tượng chính là chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý dành thời gian công sức sức lực tập trung theo dõi nó và thôi các đối tượng khác xuất hiện, ví dụ như da đau ngứa âm thanh để tất cả những cái suy nghĩ phóng dật liên tưởng tất cả những thứ đó, tất cả những thứ đó thì chúng ta làm sao tạm thời lờ nó đi, lờ nó đi có gì không hiểu không, cho nên đấy gọi là đối tượng chúng có thể giác lại cho chúng là vì sao phải đối tượng chính, và chúng ta dành toàn bộ thời gian công sức sự tập trung của chúng ta chỉ duy nhất theo dõi cái đối tượng đó thôi, còn các đối tượng khác tạm thời lờ nó đi, và nếu nó mạnh mẽ quá thì chúng ta hãy quay sang quan sát là sau khi mà nó không còn đối tượng quá mạnh thì chúng ta quay trở về, phải nhanh chóng quay trở về đối tượng chính, cái này quan trọng lắm nhé, chứ không là có đi tư duy mà là đối tượng phụ thì cái khả năng tập trung của các vị sẽ không được đúng bộ, chúng ta tập trung vào đối tượng chính là đúng bộ tích lực của các vị phát triển tích lực là sao, có đi bám được vào trên cái đối tượng chính được lâu bao lâu vững chắc như thế nào, các vị có hiểu không? Cái ý nghĩa vai trò đối tượng chính vô cùng quan trọng, nên các vị chú ý cái điều đó đừng để cho cái đối tượng phụ nó làm ảnh hưởng quá nhiều, và từ đó khi chúng phát triển được cái tích lực mà có tích lực thì sẽ tuệ minh sát mới phát triển được tuệ đề tuệ minh sát này tu tuệ chính là cái mà các vị nghe giảng thôi, cái thực chứng tin nhiên các tin các vị do khi mà tập trung quan sát một cách liên tục vững chắc trên đối tượng thì nó có biết được, khi có biết được các vị sẽ hiểu ra nhận ra nhận chân ra thấu rõ cái bản chất của các nhân tượng đó, thì cái đó là tu tuệ, các vị sẽ có được cái tu tuệ nhờ có cái định lực, tức là sự bám chắc của đối tượng tin quan sát nó, các vị có hiểu rõ như vậy. Thì trong đấy là trong cái giờ thiền toàn và thiền hành, thế còn trong giờ sinh hoạt hàng ngày như bây giờ là thuộc về bây giờ sinh hoạt đấy là có, là chúng ta đang nghe pháp này, dọn vệ sinh này, ăn uống này, đúng không? Những cái giờ đấy sinh hoạt hàng ngày, và khi về nhà tất cả những sinh hoạt đều là sinh hoạt hàng ngày, đúng không? Là chủ yếu, và ở đây thì giờ sinh hoạt ít hơn, giờ thiền hành thiền toàn nhiều hơn, chúng ta có những cái cơ hội đó chúng ta tận dụng, về nhà thì lại được lại cái cơ hội thiền hành thì toàn các vị hầu như có thì còn có và sao trong cái sinh hoạt này, thì trong sinh hoạt này chúng ta luyện tâm tránh niệm tỉnh giác quan sát cái gì, bất kể những cái gì nhé không phân biệt, chúng ta nhìn bây giờ các vị đang làm sao đang cái gì thì các vị làm sao quan sát nó, các vị niệm phẩm đầu tiên là niệm phẩm tức là hướng tâm đến đối tượng, sau đó thì chúng ta quan sát nó, tức ở đây có hai giai đoạn, một là nhắc lại, đầu tiên là niệm phẩm cộng đồng, niệm phẩm cộng đồng có nghĩa là gì, là hướng tâm đến đối tượng gây sự tập trung chú ý, hãy quan sát nó đi, có cái hiện tượng gì gì đó, có cái nghe nó đang có mặt đó, có cái nóng nó đang có mặt đó, cái ngứa nó đang có mặt đó, cái đau nó đang có mặt đó, quan sát nó đi, rồi chúng ta đang đi chúng ta đứng à, ngồi xúc chạm tất cả những cái việc đó, đang ăn thì đang nhai nuốt vị tất cả những cái đấy là sao, chúng ta niệm phẩm để làm gì, nhắc lại niệm phẩm để làm gì, nhắc tâm hướng tâm đến đối tượng, chúng ta niệm phẩm để làm gì, nhắc lại hướng tâm đến đối tượng, nhắc tâm hướng tâm đến, sau đó chúng ta ăn
quan sát. Thì cái hữu tâm này, cái niệm này nó sẽ có tác dụng là không cần hóa cái nhìn, cái nghe, thấy cái biết, mà nó bằng cái nhắc nhở, cái quan cách bật nó ra, không cần hóa cái đó. Và chính cái đó giúp chúng ta tu tập trí tuệ nhìn thấy cái hiện tượng sinh diệt, mà nó không cần hóa nó, nó chỉ thấy cái hiện tượng sinh diệt thôi, chứ không phải là tôi nhìn, tôi nghe, tôi ngửi, tôi lên, tôi đau, tôi biết, tôi suy nghĩ, mà làm sao chỉ có hiện tượng nhìn, nghe, ngửi, nếm, đau, nhức, ngứa, ngáy, suy nghĩ, nó đang có mặt rồi nó lại biến đi, nó đang sinh ra rồi nó lại diệt đi, sinh ra diệt đi, tức là làm sao không cần hóa với nó, tức là chúng ta biết được cái bản chất hiện tượng đó, không cần hóa với cái đó, tức là không bị cho rằng đấy là tôi, là của tôi, là bản ngã của tôi. Và đấy mới thật sự là người mình sao. Còn tất cả những thứ hay biết khác người ta cứ hướng dẫn đi trong cái thực hành đó, chỉ cần hay biết không thôi đó, mà không có cái sự tách bạch ra, không có sự đồng hóa với nó, mà không thấy được sự vô thường của vô ngã sinh diệt nó đi đâu, đấy không phải là cái hay biết của người mình sao. Đấy là hay biết bình thường, cái hay biết của mọi người chúng sinh phàm phu, cái hay biết của con trâu, của con bò, nó cũng có cái hay biết đó. Cho nên chúng ta phải hết sức chú ý trong cái thiền định pháp của chúng ta, cái sự khác biệt của cái sự hay biết đó là cái sự không cần hóa, là cái sự không tuân thủ, là cái sự thấy được, là sự sinh diệt vô thường các thực tiễn, nhá, không bị như tôi thì điều này vô cùng quan trọng, nó khác biệt so với tất cả các cái sự quan sát khác mà chúng ta từng có từ trước đến nay. Từ trước đến nay chúng ta nhìn nghe cái người đến quan sát biết hay biết, nhưng cái đó không phải để mình sai nhé. Và cái việc chú ý đây, cho nên là cái chánh niệm của chúng ta ở đây nó phải dẫn đến sự tỉnh giác thì nó mới không là để mình sai được nhé. Không có sự tỉnh giác, không có sự hay biết thì rõ ràng để bản chất của cái tâm không thể hoàn thành được sao. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta nhắc lại là cái thứ nhất là câu hỏi là quan sát cái gì liên tâm giữa chánh niệm giữa tỉnh giác, quan sát cái gì trong thể hoạt cái gì là chính chuyển động phòng xe của bộ người lên trong giờ hiện nay thì cái gì là chính, chuyển động của bước chân là chính, tâm sinh hoạt hàng ngày thì cái gì là chính, cái gì là chính, không có cái gì là chính cả nhé, không quan trọng nhé, không nên nhớ cái gì nữa. Thế là xong, tôi biết tôi nói chưa, ngoài thắc mắc thì tôi biết không, đã biết là cái đối tượng mình quan sát là gì chưa, có cụ thể không, có cụ thể chưa, đã đủ cụ thể chưa, hả? Biết nó được chưa? Biết chắc chắn thì nhé, biết chắc chắn thì sẽ đạt được. Còn biết mơ hồ thì rồi sao nữa? Cái câu thứ hai là chúng ta phải quan sát như thế nào? Quan sát như thế nào? Có gì? Có gì? Biết rồi thì bây giờ quan sát như thế nào? Có hai cái ý này mà xin giải cho chúng ta và xin muốn tốt lại đây cho các quý vị. Và các quý vị có vẻ sẽ về sử dụng ra cái quyển tài liệu hướng dẫn đó nhé, và nó có bài giảng của Ba Sư về không bị gạch đít cho sư những từ nào liên quan liên tục và tỉ mỉ nhé, và có bao nhiêu lần là nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng của sự liên tục và tỉ mỉ. Cái gì cần muốn lên cái gì bảo đảm và từ đâu thấy từ đó có bị gạch đít cho sư, đấy là một cái cách để có cái học, để có cái nhớ, để có cái hiểu ý nghĩa của cái lời giảng bằng cách đó nhé, gạch lại, tức là phải liên tục và tỉ mỉ. Thế liên tục là như thế nào, liên tục là như thế nào, thế nào là liên tục đó, liên tục là như là những người đã được giảng nghe xin giảng đầu thì chắc còn nhớ cái mới thì nói cho xin nghe, liên tục là như thế nào đó, liên tục là không ngừng nghỉ, cái gì khác gì nhau đó. Thế nào nữa? Liên tục là gì?
những cái mới đó thì nói cho mình nghe mà. Đến chỗ là sao? Không được gì nữa, sao? Gì nữa? Cái nói đi, mạnh ra đi, sai người ta sửa không được. Hả? Không biết, không biết thì làm sao mà thực hành được. Cứ bảo là phải tiếp tục nhé. Tiếp tục thì bảo không được gì, thì có người bảo không gián đoạn, ok. Nó có cả sao? Nó có gì vậy? Mới, không có cái động nhà mới, chúng ta cũng cần. Thì sư giải thích thêm cho các quý vị tiếp tục ở đây có nghĩa là từ ban đầu đến đoạn giữa đến đoạn cuối của vị tướng như cái phòng đó đầu nó như thế nào giữa nó như thế nào cuối nó như thế nào nó căng cứng nhiều không căng cứng ít không nó chắc là nào rồi thì chúng ta làm sao đấy là liên tục đó nếu chúng ta thấy được thì không được ban đầu là có bị chưa thấy được sao ấy thì, nhưng mà có bị biết cái gì chứ là phải có cái hướng tâm tập chứ không phải có bị rất là hòa tâm tập đó. Có bị thấy chưa làm được thì có bị làm lại chứ chứ không bị mà không biết là làm được hay chưa làm được thì có bị chúng ta quan sát cái tư duy này cái tư duy chúng ta làm sao chúng ta phải thấy được là đầu giữa cuối nhưng mà đấy là nó để chúng ta biết nhất đầu tiên có bị cái gì đầu giữa cuối là mệt đúng không thấy cái gì nhất cái đó là tạm thời cũng bao giờ đâu này nó quen rồi nó rõ ràng nhé chứ có bị tìm cũng thấy cái tâm tiền của bà nó sẽ thấy từ tâm để ý quan sát mà gì có nó có thể hành nó mới là cái tâm tìm kiếm của bạn cái tâm quan sát nó không có mặt đâu cái gì như cái sự kiểu đó cái thứ hai cái liên tục đó là từ hiện tượng này liên tục tiến sang liên tục khác từ cái phòng sang cái xẻ từ cái xẻ sang cái phòng từ cái phòng sang cái xẻ từ cái xẻ sang liên tục và rồi từ cái phòng xẻ sang cái phòng thay rồi quay trở về cái phòng rồi lại sang cái xẻ rồi sang cái xẻ nó lại chạy sang cái suy nghĩ rồi từ suy nghĩ lại chạy về phòng nó cứ từ hiện tượng này sang hiện tượng khác thì là liên tục nhá hiểu không và cái thứ ba liên tục là gì các vị nhà pháp đó các vị được nhà pháp hoặc thành pháp hoặc là các vị để ở đây là ký thời gian mấy vị của nhà bắt đầu nhà pháp bảo được không quan thua gì đâu không quan bỏ mắt ra bỏ mắt ra nghe chẳng thấm không chẳng hiểu nhưng mà nhà pháp bảo đi ra làm gì còn được một trăm hai năm sang tay kia để thực hành bằng cách nào nếu không nhớ là hướng dẫn thì thực hành bằng cách nào chúng ta được một chủ quan và được cơ hội để nghe nhà pháp tham nhiên ý cái gì để nhà pháp mà hiểu ngủ nhắm mắt ngủ về nhà ngủ nó khỏe từ sau nữa từ sáng cho đến tối nhé từ sáng cho suốt ngày bây giờ mình mấy cái vị nhắm mắt đó mà vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt bây giờ sẽ gọi lại cái tất cả lời được không chứ vừa giảm cái gì cũng biết không không biết không chứ vừa giảm cái gì cũng biết không hả không biết không biết thì thời gian ở đây chúng ta đang làm tí chúng ta phải trả lời được sư vừa giảng thì sư đang giảng về sự như thế nào tức là đang giảng về cái sự liên tục và sự liên tục bao gồm những yếu tố là đầu giữa cuối rồi thì từ những cái ngày sang những cái kia rồi thì là suốt cả ngày ba đi không thì phải nhớ cái sự nhớ luôn phải tự hỏi nhớ đầu giữa cuối rồi chưa có thì phải quan sát thôi có được suốt ngày chưa chưa đăng bài những cái gì đó cả quan sát nhưng mà cái đó có thể lúc nào cái gì đang tập mới tập bắt đầu nên các vị cứ nhớ đến cái đó làm lại cái gì bắt đầu lại cái gì tiếp tục cái niệm cái gì chưa được công an gì chuyện đó nhé khi ra ở đây là không phải bắt các vị phải làm ngay được cái điều đó mà chỉ ra là cái đích của chúng ta là như vậy cái yêu cầu của chúng ta như vậy đó là các vị phải hướng đến cái điều đó chung phải các vị đã làm được điều đó thì hướng cái điều đó để mà thực hành thế thôi ví dụ như yêu cầu mình biết yêu cầu mình biết cái chồng mà chúng ta chưa biết cái chồng này chúng ta làm sao cứ thế biết lại thì chưa cứ thế quay tay hay tay lòng làm chưa được thì cũng không ăn gì đừng có thấy được mà sao ngủ vậy
nhiều quá. Rồi chúng ta tìm chúng ta phải hiểu cái cách làm thì chúng ta sẽ làm. Cái thứ nhất là phải liên tục, thứ hai là sao? Phải tỉ mỉ. Tỉ mỉ ở đây là gì? Đây là hỏi những người cũ xem nào, thấy những người cũ tôi không dần dần mình cũng tỉ mỉ là sao? Ví dụ còn nhớ không? Quan sát tỉ mỉ còn nhớ không? Tỉ mỉ còn nhớ không? À, chúng ta phải nhớ, muốn không nhớ thì có nghe ra cái bài của sư là sư. Thì chỉ có giảng đó là sư có post đấy đó, thỉnh thoảng nghe lại, thường xuyên nghe lại, ít nhất là một tuần thì nghe lại, nghe có cái biết rồi thì mình nhận lại cái gì mới để nó còn quên. Thì chúng ta mới thực hành được cái công việc chúng ta mới sẽ không thực hành được. Để chúng ta không để những cái đó chúng ta thực hành nó không đúng, nó không kết quả. Thì cái gì ở đây là phải thấy rõ là tự riêng và là tự của các hiện tượng. Thế nào là thấy được các tính riêng? Tính riêng là sao? Là nóng này, lạnh này, cứng này, mềm này. Thế là đặc tính của gì? Nóng lạnh là của lửa, cứng đây là của đất, chuyển động của gió. Các đặc tính riêng của các cái sắc pháp đó. Khi mà xem đấy, mà chúng ta thấy được nó cứng, đầu tiên nó cứng, hoặc là cái cuối nó cứng. À, biết là cái đấy là do yếu tố đất nó đang mở trộn. Rồi thì lúc mà có lúc về cảm giác nó mong lắm, cũng như cảm giác phát phát, ví dụ như mà biết là cái yếu tố này nó có cái sự có mặt của lửa, nó yếu tố nó mở trộn, nó có sinh ra rồi nó rửa đi, nó không có tổn tại mãi, nó không tổn tại mãi suốt cái thời điểm chúng ta lúc có không. Và chính cái đó chúng ta thấy cái bản chất vô thường của nó, chúng ta đang vật chứng cái vô thường của nó, của các cái, của cái chân đế, là cái gì? À, đất nước gió lửa. Thế là về sắc pháp, cái bậc căn pháp, đẳng pháp là gì? Và tính riêng của nó là gì? Và khi xuất hiện thì các cái tâm vui, tham, tâm buồn, tâm hoan hỉ, tâm tham lam, các cái tâm khác nhau đó, ta có thấy chúng ta nhận biết được không? Nếu chúng ta không nhận biết được thì có biết là chúng ta không phải là thể minh sát. Thì nhận biết được nó sinh ra thì đi nó có mặt và nó biến mất. Vì không mà không nhận ra nó nó chi phối mình, như kể mình, nó làm cho mình đau khổ phiền não. Nhưng chúng ta nhận ra thì chúng ta à đây là cái tâm phiền não, là cái tâm khổ sở, là cái tâm sân hận. À, thì bắt đầu chúng ta cũng có cơ hội chúng ta vượt qua được nó. Và nếu chúng ta không nhận ra nó thì chúng ta bị nó chi phối, bị nó hành hạ, bị nó điều khiển. Có cái sự cố gắng nhận biết nó, còn nếu nó thì chúng ta phải thường xuyên quan sát, thường xuyên chánh niệm để nhận ra nó. Như vậy là cái đặc tính riêng của tất cả sắc pháp và danh pháp là đều có cái quan như vậy. Và đặc tính chung của tất cả các hiện tượng này là gì? Là chúng ta phải dùng cái tâm thay vào để biết là gì? Là chúng ta sao? Tất cả đều sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Tâm có vị hướng thay vào cái điều sinh diệt đó thì mới gọi là tỉnh giác. Tâm có vị hướng thẳng ngay vào vô thường của vô ngã của các hiện tượng đó thì đó mới gọi là tỉnh giác. Các vị có hiểu không? Còn nếu không hướng vào điều đó, không hướng vào vô thường của vô ngã của các hiện tượng, không hướng vào cái sự sinh diệt để biết sự sinh diệt đó thì cái hay biết cái quan sát của các vị không phải là hay biết, không phải cái quan sát của thể tính sát. Và từ hay biết quan sát của một người bình thường hay là của tôi hay của họ vậy thôi, không có khác gì đâu nhé. Cấu tạo của trí óc của ta có thể biết được nhiều hơn một chút với cái đặc điểm đặc thù riêng thôi, nhưng mà cả cái gì và cái gì cái hay biết cái vô minh nó giống nhau, nó giống nhau hoàn toàn nhé. Thì có điều đôi khi ta tệ hơn, ta tệ hơn cái tham cái sân ta mạnh hơn, tôi nó bò cái tham cái sân nó cũng mạnh. Chứ còn cái của ta vô minh thì giống nhau, cái tham cái sân thì cái bậc bậc nó cũng ít hơn. Nên đừng có nghĩ rằng là chúng ta có cái gì mà cái thấy cái biết chúng ta có gì hay ho cao xa trong này. Nếu không thấy được cái sinh diệt á, thấy được cổ vô cùng vô ngã thì mọi cái hay biết của chúng ta trở nên hoang dã.
cái hay biết của Vũ Minh, cái hay biết của Điện Đạo. Để tại vì sao không thấy được thông thường tức là tưởng nó là mà thường, không thấy được cổ tức là tưởng nó là là không thấy được vào vô ngã thì cái gì thì đấy tức là không thấy cái tưởng là ngã thì đấy là cái thấy gì tức là gọi là gì cái thấy đảo điên, đảo điên tức là lộn ngược thì cái đó là gây ra sự khổ đau tình ái do thấy đảo điên thì chúng ta. Như vậy là chúng ta sang câu hỏi thứ hai là quan sát như thế nào. Các vị ơi, nhưng mà nhớ như thế nào cũng có ý gì đó là liên tục và các vị nhắc đi, các vị sẽ cùng liên tục và thì tự mình nhắc đi, cảm nhận được điều gì tâm cảm có cơ hội như liên tục và tỉ mỉ. Các vị biết liên tục là từ đầu giữa cuối thời gian từ hiện tượng này sang hiện tượng khác và cái thứ ba là suốt ngày. Ok, cái tỉ mỉ là sao? Tỉ mỉ là sao? Thấy được đặc tính riêng của sắc pháp, cái pháp thấy được đặc tính chung của danh sắc của sắc pháp. Các vị cố gắng hướng tới cái điều đó, cái chưa làm được đâu, và đừng có tìm kiếm nhé. Thì ra một điều rất quan trọng trong cái thực hành chúng ta đừng có tìm kiếm cái gì. Các vị thấy và các vị thấy, các vị thấy không rõ, thấy không rõ, thấy rõ và thấy rõ, đừng có cho mình, đừng có so sánh mình. Thấy chưa rõ tình pháp con nghe con thấy chưa rõ không phải nó sao? Thì vì chúng ta đang ở cái trạng thái nó trở nên không được như thì đấy là sự thật. Không sao, để chúng ta đi tập lại, tập đi tập lại thì sẽ có ngày nó tiến hơn và con có thể nó chẳng tiến bộ hơn. Thì chúng ta phải làm sao? Phải tiếp tục đó và lại thôi. Đã có cách nào, đã có ai vẫn bị đề được, vẫn bị kéo, vẫn bị đi thay, vẫn bị trở lại, vẫn bị trở lại, vẫn bị trở lại, vẫn bị trở lại, vẫn có cách nào. Cho nên có bị dễ là sự lý. Thế cái câu thứ ba rất quan trọng là gì? Và nếu không? Thì thứ nhất, câu thứ nhất là quan sát, về tâm, chẳng biết, tỉnh giác, quan sát cái gì? Câu thứ hai là dùng tâm chánh niệm tỉnh giác quan sát như thế nào, và câu thứ ba dùng tâm quan sát dùng tâm chánh niệm tỉnh giác quan sát khi hiện tiền thân của tâm động để làm gì, để làm gì, nghe các quý vị, để làm gì, để làm gì hả, để làm gì hả, để thấy rõ cái gì. Thế do sự việc tự mình thực chứng, tự mình tin nhiên, chứ không phải do thầy dạy, không phải thầy chỉ, thầy bảo à, và cái sự việc cho mình cũng nghĩ à, rồi mình gọi nó sự việc. Thế đó là cái chúng ta học quen và tư quen, tức là tư duy thôi, chưa phải là tư quen. Tư quen là cái giây phút hiện tại, cái sắc này hiện tại, chúng ta đang thấy là biết điều đó, chúng tư mình tin nhiên đó, thì cái đó cũng gọi là cái tỉnh giác. Như vậy là để làm sao thực chứng tự mình tin nhiên, thực chứng tự mình tin nhiên cái gì, sự sinh diệt của các hiện tượng, và các hiện tượng này sinh diệt như vậy có nghĩa là chúng ta vô thường, ta nữa khổ vô ngã. Tại vì sao vô thường tức là khổ? Tại vì chúng ta biết đổi hoài, nó có cái lúc này, có cái lúc này, làm sao nó đạt được đấy được. Và chúng ta cứ cố tìm kiếm nó, cứ hy vọng vào nó, cứ nó có mãi. Vừa mới ăn một miếng ngon, tôi quả nhận nó hết. Vừa mới thấy thích một cái gì đó, thích tê hết. Tất cả cái tôi coi không còn được gì như vậy. Và chúng ta thì tưởng nó có thật, nhưng chúng ta làm sao? Cứ đi tìm, cứ muốn nó có hoài, có mãi, cứ tồn tại mãi. Nhưng mà nó không có được, không ai cản trở được cái quá trình sinh diệt của nó được. Và như vậy nó dẫn đến ra bất toàn nguyện khổ đau tiền não. Và khi khổ đau tiền não đó chính là vô ngã, tại vì chúng ta không điều khiển được nó, chúng ta không mong cầu ra lên được cho nó, mà phải thường xuyên có mặt, thường xuyên tốt đẹp, không được như thế này, không được như thế kia, chúng ta không ra lên được nó, không điều khiển được nó,
không, cho nên đó là vô ngã. Khi đã có thể để vô ngã thì chúng ta thấy rằng không thể nào mà bạn cứu tất thủ tìm kiếm lương tướng và những thứ mà nó cũng thay đổi, nó mang lại khổ sở mà nó mình không điều khiển, không được có cái gì cả. Như vậy thì chúng ta sao sinh ra nhà chán, khi có nhà chán thì chúng ta mới làm sao diệt thực vi tha, phải có nhà chán. Chứ còn thích thú những cái thứ liên quan mình thì làm sao mà nó vi tha được, mà đã đi không có vi tha được thì làm sao mà giải thoát được, bị trói buộc được đâu. Cái cổ đế là cái nguyên nhân của cổ đế chính là vô minh, không biết cái cổ đế mà tham ái. Còn tham ái thì đấy là giải thoát, bao giờ được. Chúng ta còn tái sinh, chúng ta ở đây chúng ta hiểu rất rõ là khi đã có hiểu biết được cái bản chất sinh diệt của tức là cái đặc tính vô thường của vô ngã của các hiện tượng đó, thì chúng ta sẽ không còn làm sao tất thủ bám víu tìm kiếm nguyên tướng, và chúng ta sẽ nhàm chán. Và khi nhàm chán thì đi tha, khi đi tha thì giải thoát, thì đấy là cái trọn vẹn cái ý nghĩa của cái phương pháp để tìm ra để nói cho bạn trong cái việc trả lời cách đầy đủ rõ ràng đầy mạnh và câu hỏi đó nhé, cái cố gắng nhớ để xin ba câu hỏi đó và cái cách trả lời của các câu hỏi này, thì các vị nhớ thường xuyên thì các vị sẽ thực hành được thường xuyên, và khi các vị đã thực hành thường xuyên thì các vị sẽ thu nhận được cái lợi ích tương tự ngay trong cái sống này. Và nếu chưa được cái giải pháp ngay các cái chỗ này thì các vị rất có nhiều cái giúp đỡ, cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp tục cái con đường giải pháp hoàn toàn của mình. Thì cái lợi ích của cái tiền tính sát chúng ta biết được như vậy, cái kỹ thuật thực hành tiền tính sát trong thái độ thực hành tiền tính sát của chúng ta ở đây chúng ta cũng đã được giới thiệu. Để trong cái thái độ thì xin nhắc cho các vị thêm điều là trong cái việc thái độ thực hành tiền tính sát một cách đúng đắn là chúng ta không có mong chờ, không có mong đợi bất kỳ một kết quả nào. Chúng ta hãy chỉ làm sao quan sát việc tâm thánh viên tự giác một cách liên tục và tỉ mỉ, và như vậy thì chúng ta quan sát nó một cách vô tư, không bình luận, không phán đoán, không nhận xét, không kỳ vọng gì cả, chỉ quan sát nó như là vậy. Vui biết vui buồn biết buồn, chán biết chán, thất vọng biết thất vọng, thì có vậy. Như vậy thì các vị hiểu cho cái thái độ của mình, thì chúng ta cần phải có cái thái độ vô tư khách quan như thế. Và thứ hai là hết sức kiên trì kiên nhẫn nhé, không có mong đợi cái kết quả là có ngay được. Thì đây là những công trình mà các vị sẽ thực hành đến trọn vẹn cuối đời, cuối đời của các vị. Và cái điều thứ ba là các vị cũng đã đặt cái niềm tin và cái phát hành của mình. Thì các vị có niềm tin thì các vị sẽ cố gắng, các vị có niềm tin ở đây là niềm tin về phát hành cho đức Phật tổ ra, niềm tin về cái lời hướng dẫn tốt nhất của các học thuyền thường xuyên, và các vị có thể thẩm định ra bằng các cái tài liệu sau này các vị có được tin các niềm tin vào Phật pháp và tăng để các vị vững chắc trên con đường đi đến giải thoát của mình. Thì trong cái bài kinh tứ niệm xứ đó thì sư có đọc hướng dẫn lại cho các vị cái lời đảm bảo của đức Phật đối với cái thực hành của tiền sát này. Thì đức Phật nói về cái kết quả, đức Phật khẳng định đảm bảo cho chúng ta cái kết quả của việc thực hành tinh tiến chính là như sau: này các vị hữu, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn những duy trì chứng quả bất hoại,
chúng ta biết chúng ta đang bảy năm là cái tình yêu không cần gì đến bảy năm. Vì nào tu tập đúng như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 7 năm, vì thế có thể chứng được trong 2 quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nhớ quả duy trì chứng quả bất hòa. Này các vị hữu, không cần gì đến 1 năm, vị nào tu tập 4 nhân xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng 1 trong 2 quả sau đây: một là chứng chánh biến chi ngay trong hiện tại, hay nhớ quả biến chi thì chứng quả bất hòa. Này các vị hữu, không cần gì đến 7 tháng, vị nào tu tập 4 nhân xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 4 tháng, trong nửa tháng, vì ấy có thể chứng 1 trong 2 quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là duy trì chứng quả bất hoại. Này các vị phương, không cần gì nửa tháng, vị nào tu tập 4 nhân xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng 1 trong 2 quả sau đây: một là chứng chánh biến chi ngay trong hiện tại, hai là nhớ quả duy trì chứng quả bất hoại. Này các vị phương, đây là con đường gần nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chân lý, chứng ngộ niết bàn. Đấy là lời Đức Phật đảm bảo cho các quý vị. Thì không có thể tu tập bám theo cái phương pháp này, thực hành theo cái như này có thể đảm bảo cho các quý vị dẫn các quý vị đến niết bàn, chấm dứt sự khổ. Nếu các vị nào thực sự chán khổ, thực sự mong mỏi con đường giải thoát, thực sự muốn tìm cầu con đường giải thoát, mà các vị gặp được phương pháp này, tức là các vị gặp đúng con đường, các vị đi lên được đúng con đường, và các vị hiện quảng nạn của các vị, các vị tập trung bước trên con đường đó đi thẳng tới Đức Phật. Hy vọng rằng cái bài hướng dẫn ngày hôm nay của sư là cái bước đầu giúp cho các vị có được cái hiểu biết, có được kiến thức cần thiết trang bị cho mình để thực hành theo lời Đức Phật, để giúp cho các vị sớm chứng ngộ niết bàn, sớm chứng ngộ giải thoát hoàn toàn vào lý biết có khổ đau, khổ đau và khổ não một cách hoàn toàn vào lý biết, thực sự đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Chúng chúc cho các vị thành công. Thì chúng ta thường sau cái buổi thuyết pháp đó thì chúng ta có phổ biến công đức phát nguyện, chúng ta đi đọc thông sư, sau đó chúng ta kết thúc cái buổi pháp hoa từ sáng, và chúng ta sẽ chuyển sang cái giờ thiền hành.